mọi người, lại là sự trở lại của con bé siêu đam mê du lịch đây. Lần này có hè ra một đợt nghỉ khá dài nên gia đình mình quyết định book một chuyến đi chơi. Chỉ tiếc thiếu mất một người đẹp trai nhất nhà là Papa. Điểm đến của gia đình lần này đó chính là Quy Nhơn. Ôi, nhìn ông ta hớn hở chưa kìa, còn điệu đà chiếc máy quay lắm cơ. Giờ thì chuẩn bị lên máy bay thôi. Đợt này nhà mình đi hãng bay Bamboo, là lần đầu tiên mình đi chuyến bay này. Hãy cùng lên máy bay xem cùng với mình nhé. Ôi, phải công nhận là tuyệt vời mọi người ạ. Từ hàng ghế ngồi rộng rãi đến lúc lên hạ cánh đều êm du ấy. Đến nơi thì lại bước tiếp đó là đón hành lý nào. Ôi, lâu lắm rồi không đi biển nên phải nói đến cái bầu không khí thích dã man vậy. Trời quá cơ. Đêm đầu tiên nhà mình quyết định ở trung tâm thành phố để lượn lờ một buổi tối ở đây. Vì cũng là lần đầu ấy, chưa biết nhiều dịch vụ nên anh mình chọn ở khách sạn Mừng Thanh. Cũng thấy hơi giật mình lúc mới đến nhưng trước do xây lâu ấy nên Mừng Thanh ở đây có vẻ hơi nhỏ hơn mọi người ạ. Đến biển thì thay ngay bikini thôi còn gì nữa. Buổi tối nhà mình lựa chọn xe điện để đi quanh đây, vừa hít thở không khí trong lành và dạo ngắm cảnh nữa. Ôi, gió lùa đến từng kẽ tóc luôn. Bữa tối nhà mình nhẹ nhàng chơi với món mình hóng hớt review đó là tôm nhảy gia vĩ. Mình có gọi 3 loại bánh xèo, tôm, bò, trứng và một đĩa chả giam tôm đất. Lúc đầu cứ nghĩ là chọn mỗi món 2 suất cơ mà chị mình cản lại do ăn nhiều dầu mỡ quá dịch mật không thể tiếp thu nổi luôn. Sau đó thì có vòng qua trước tòa hội nghị và đi chơi bộ dọc theo cung đường biển để tiêu hóa hết chuỗi thức ăn vừa nạp. Nghe nói spa nổi ở đây hả? Thế thì ghé qua ngay còn gì nữa. Ánh đèn sáng rực rỡ như một góc phố đêm và chilling với bầu không khí nè. Mình đã lựa chọn một ly nước ép cam cà rốt tá túc cho cái làn da mình mấy ngày nay. Buổi sáng thức giấc xuống ăn buffet tại khách sạn. Mình vốn thích thưởng thức những các món từ địa phương khác nhau nên có nếm thử chút bánh hỏi với bánh tròn tròn kia là gì tự nhiên lại quên mất tên chứ. Lên đồ để chuẩn bị ngày đi chơi thôi nào. Nay nhà mình đã thuê một chú xe taxi để ghé qua Phú Yên và địa điểm đầu tiên đó là nhà thờ Mằng Lăng. Ôi, kiểu như nhà mình không theo đạo Phật gì nên đúng kiểu tham quan cho biết thôi chứ cũng chẳng cầu khấn gì. Địa điểm thứ hai gia đình mình ghé qua đó là Gành Đá Đĩa. Ôi, giờ đã là 10 giờ rồi vẫn đang khủng khiếp mọi người ạ. Đi qua cổng với tấm vé 25k nha. Nhanh chóng chứ nóng quá rồi. Dọc đường đi thì cũng thấy chill chill đấy. Và đến nơi thì... ôi, đẹp dã man mọi người ạ. Mình còn đến N bức ảnh ở đây luôn mà không ngại đắng nôi gì hết nữa. Demo cái nha. Trên đường về mình có thử môn leo ngựa trục trẹt với giá 10k và cho ngựa đi là thêm 10k nữa. Ôi, lúc nó cao xong nó ngựa cứ nhào xuống sợ thật luôn á. Mẹ mình chỉ sợ nó hí cái đá vốc cho là mình bay cả mấy mét luôn mất. Ra đến cổng mua quả dừa mà ông ấy hít một hơi hết luôn à. Gì nó thì thấy cảnh đẹp vẫn hí ha hí hửng xí hi. Ôi, gió thổi mát mẻ mà chỉ muốn nằm tại đây đánh luôn một giấc mọi người ạ. Phía xa kia có Gành Đá Đèn nhưng vì nắng quá nóng anh taxi bảo nó chỉ có cái đèn như kia thôi nên nhà mình quyết định chỉ đứng nhìn nó từ xa thôi ạ. Buổi trưa gia đình mình xuống đầm Ô Loan ăn hải sản, tôm, cua, cá, ghẹ tươi sống đầy đủ cả luôn. Món đầu tiên mình thưởng thức nghe bảo đặc sản ở đây đó là mắt cá ngừ đại dương. Nó là một cái hũ như thế này mọi người ạ. Chị bảo phải ăn luôn lúc nóng không thì nó tanh lắm. Tiếp theo là sò huyết, ghẹ, tôm sú và một đĩa cơm rang to chà bá all lên một side. 5 người mà ăn no không thở nổi luôn. Ăn xong thì có nguyên hàng ghế để nghỉ trưa nè. Địa điểm tiếp theo là phim trường Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nè. Nó kiểu mang một phong cách hoang dã vậy. Đẹp nha. Ngay phía dưới đó là khung cảnh của bãi Xép mọi người ạ. Đẹp tuyệt vời luôn, mỗi tội nắng vỡ đầu. Trên đường về mình có ghé qua cầu gỗ ông Cọp nữa mọi người ạ. Nó dài dã man luôn mà mình chỉ đứng ở đầu cầu chụp choẹt thôi ạ. Giờ thì phải trở về Quy Nhơn thôi. Đi qua cầu Thị Nại này mà gió thổi muốn bay cả tóc luôn mọi người ạ. Đến trước cổng FLC thì phải dừng lại để họ check đúng khách chứ không để người lạ vào. Ok rồi nha, đi thôi. Vào đến sảnh khu Grand rồi nè, làm thủ tục check-in các thứ rồi lên phòng thôi nào. Đam mê cái gương này dã man, hi hi. Nó cứ tiện lúc tẩy trang hay make up ấy mọi người ạ. Nằm sõng xoài trên giường nghỉ ngơi thì thấy tivi chào mừng bằng cả tên luôn à. Duyệt nha. Buổi sáng nay lại thật chill bên khuôn viên của Phú 7 FLC. Sáng nay nhà mình đến với địa điểm không thể bỏ qua khi đến Quy Nhơn, đảo Kỳ Co nè. Có 2 loại combo, là nhà hàng, mình lấy luôn gói bảo ăn trưa 450k luôn để đỡ phải tính toán gì. Và giờ thì đi bằng cano ra đảo thôi nha. Mãi ngóng ngớt tắm táp mà không để lại video gì mọi người ạ. Hi hi, xem ảnh sao mọi người sẽ update dần dần nha. Nhưng phải nói một điều, nước ở đây trong lắm luôn mọi người ạ. Ngập cả cổ rồi mà vẫn nhìn thấy bàn chân luôn đấy ạ. Mình dưới mẹ biển một tiếng thì giờ đói meo rồi, về ăn thôi. Bữa trưa của nhà hàng là một số món hải sản và một nồi lẩu mọi người ạ. Cũng tạm ok nha. Gắn liền với Kỳ Co là Eo Gió nè. Ôi, chỉ đằng sau một quả đồi thôi nhưng mà wow, đẹp, mát, siêu thích luôn. Lại là một view biển nữa nè, nhưng mà nó lại rất đẹp nha. Lúc về thì nhà mình có ghé qua chùa Ông Núi. Nghe phải leo hơn 800 bậc xong cũng hơi ngại, nhưng mà xong đến rồi thì nó cũng đóng cửa để tu sửa lại mất tiêu rồi. Tiếp đến là một số địa điểm khu du lịch khác ở Quy Nhơn để các vị du khách có thể ghé qua, như khu dã ngoại Trung Lương, Điện Gió, Đồi Cát Phương Mai. Mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng mọi người ạ. Tối về thì tôi bay ngay ra bể bơi ngoài trời để đắm mình xuống nước siêu thoải mái, rồi về tắm rửa các thứ. Xong xuôi thơm tho rồi thì đến giờ ăn tối thôi. Bữa tối cuối của mình tại Quy Nhơn thì ra ngay nhà hàng The Bay ở Holac để ăn mọi người ạ. Gọi một set một lẩu ba nướng 799k mà ăn thì nó đã miệng lắm luôn ý. Xong thì lại lượn lờ xe điện quanh khu này chơi thôi. Bữa buffet sáng nay sẽ là một lựa chọn ở view bên bờ biển của Holac. Trời ơi, ăn bữa sáng mà cũng thấy ngon miệng luôn ý. Say cảnh chiếc say đồ ăn rồi. No nê thì cả nhà lại nhẫn nhau ra cây cầu vượt biển trong khu FLC chơi. Ông Bo thích thú quá, hát hò cá dọc đường. Về cũng hớn hở lắm luôn ý. Ôi nhìn cái đứa giả vờ ăn vạ kìa, ha ha. Trời ơi, cứ ngồi đấy thôi à. Xong rồi đứng dậy thì bỏ của chạy lấy người luôn. Về phòng nghỉ ngơi chiêu chiêu nốt rồi lên máy bay thôi nào. Đó là chuyến đi 4 ngày 3 đêm của gia đình mình. Kể ra có thêm một ngày lượn lờ Cù Lao Xanh nữa thì đúng là trọn vẹn cả Quy Nhơn luôn luôn. Ha. Giờ thì xách vali lên và về thôi.